Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, việc phát lại cái tin này hôm nay cũng đã hơi muộn, vì nó đã xảy ra cũng đã gần được một tuần nay rồi. Đó là việc là có một vị đại gia đã hiến 1.000 tỷ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Mà tôi xin nói đùa ở đây là đây là loại vaccine, trong mặt kép, chống căn bệnh vô cảm. Bởi vì hiện nay thì trong cái xã hội bây giờ cũng có những cái tình trạng vô cảm. Mặc dù thấy nhiều người chết, nhiều người mắc bệnh, nhưng nhiều bạn vẫn cứ lửng dửng dưng như không, vẫn cứ tập họp chỗ đông người, vẫn không đeo khẩu trang, rồi cũng không thấy thương xót những người bị mắc bệnh. Thậm chí khi mà công an hoặc những cái cán bộ đã nhắc nhở phải đeo khẩu trang thì trước hết là không, bản thân mình không bị lây nhiễm, nhưng sau nữa là không lây nhiễm, nếu bị bệnh không nhiễm cho người khác. Với những người vô cảm như vậy hiện nay cũng còn khá nhiều. Thế thì bây giờ tự nhiên xuất hiện một vị đại gia hiến tới 1.000 tỷ để giúp đỡ những người bị bệnh COVID-19, đồng thời giúp tất cả trong xã hội chúng ta phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta có thêm tiền để mua vaccine để phòng chống COVID-19. Cho nên là tôi nói đây là một loại vaccine đặc biệt, là vaccine chống vô cảm. Đó là cái tin mà đại gia Dũng Lò Vôi mà khiến tôi hôm nay sau gần một tuần thấy thấm thía lắm và thấy cần phải có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trước sự bùng phát của dịch COVID-19, trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, ngày 12 tháng 5, đại gia Dũng Lò Vôi đã quyết định hiến 1.000 tỷ đồng từ khối tài sản cá nhân của ông ấy để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thậm chí, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi đấy, chủ khu du lịch tại Nam cho biết sẵn sàng hiến thêm tài sản cá nhân để phòng chống dịch bệnh. Chúng ta biết đấy, ngày 12 tháng 5, ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi đấy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, tiếp tục có văn bản gửi tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hiến tặng tài sản lần thứ hai. Hôm 12 là tài sản là hiến lần thứ hai, còn trước đó là ông đã quyết định, trước đó 2 hôm ông đã quyết định là thứ nhất ông đã quyết định tặng tài sản lần thứ nhất. Tại văn bản lần thứ hai này, công ty cổ phần Đại Nam mong muốn hiến tặng thêm 128 lô đất. Thế còn lần thứ nhất là 127 lô đất. Với diện tích lần thứ hai này là 20.056,8 m², tức là khoảng hơn 2 hectare. Còn lần thứ nhất là khoảng gần 2 hectare, 19.900 bao nhiêu đấy, 127 lô đất. Như vậy là lần thứ nhất cũng như lần thứ hai mỗi lần đều tương đương 500 tỷ đồng để chính quyền tổ chức đấu giá để lấy tiền để
phục vụ cho cái công tác là phòng chống dịch Covid-19. Mỗi một lần hiến như vậy, ông như đều là đưa ra cái công thức là 200 tỷ, tức là mỗi lần 500 tỷ đấy, thì 200 tỷ tức 40% số tiền đó sẽ được chuyển đến quỹ phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bình Dương, nơi ông ấy đang sống và đang làm việc đấy, để mua thêm trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết. Còn 60% tương đương với 300 tỷ đồng thì sẽ chia làm hai phần. 250 tỷ sẽ được chuyển đến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để mua trang thiết bị y tế, trong đó có vaccine. Và 50 tỷ còn lại sẽ được chuyển giao phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ở biên giới. Thì trước đó là ngày 10 tháng 5 ấy, thì ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã ký một cái văn bản gửi tỉnh Bình Dương, cũng đề xuất tặng 500 tỷ, mà lúc đó là 127 thửa đất, cũng tương đương 2 hectare đất, 20.000 mét vuông đấy. Ông chủ khu du lịch Đại Nam cũng khẳng định ngay khi tỉnh Bình Dương có văn bản chấp thuận, ông ấy sẽ bàn giao toàn bộ phần đất của hai lần hiến tặng đó, tức là 4 hectare, 40.000 mét vuông, với tổng giá trị ước tính 1.000 tỷ đồng. Trong trường hợp số tiền đấu giá đợt 1 và đợt 2 chưa đủ 1.000 tỷ thì ông ấy sẽ tiếp tục hiến tặng thêm cho đủ số tiền như đã cam kết. Còn trong trường hợp tài sản hiến tặng đấu giá bán mà vượt qua con số 1.000 tỷ thôi, thì ông ấy cũng hiến tặng luôn số dư đó cho việc phòng chống dịch Covid-19. Được biết, trong khu đất ông Dũng hiến tặng có vị trí trung tâm tại tỉnh Bình Dương, nằm trong dự án khu dân cư Đại Nam tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương ấy, là đất thổ cư đã được xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, có vị trí đẹp gần công viên, trường học, đã được quy hoạch trong dự án. Theo ước tính của công ty Đại Nam của ông ấy đấy, thì giá thị trường của diện tích đất này khoảng 1.000 tỷ đồng, tức là bình quân 25 triệu đồng một mét vuông. Đấy là giá hiện nay. Dự án này đã được Ủy ban dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch và tới nay đã đầu tư cơ sở hạ tầng rồi. Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu thêm một chút về đại gia Huỳnh Uy Dũng. Ông ấy là ai mà ông ấy lại có cái lòng tốt như vậy? Ông Huỳnh Uy Dũng sinh ngày 26 tháng Giêng năm 1961, tức là hiện nay đã vừa tròn 60 tuổi. Người quê ở Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định. Ông được mệnh danh là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Mặc dù chưa công bố, nhưng theo các công ty kiểm toán thì khối tài sản của ông Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam nếu cổ phần hóa. Ông Huỳnh Uy Dũng là nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, tức là 1997 đến năm 2002. Thuộc đoàn đại biểu Bình Dương. Ông từng được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Điều của Việt Nam, cái sản phẩm cái điều đấy, tên viết tắt là Vinacast, khóa 2, nhiệm kỳ 1994 đến 1996. Hiện nay đại gia Huỳnh Uy Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Đại Nam. Khối tài sản lớn nhất của doanh nghiệp này là sở hữu khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, nổi tiếng khắp Việt Nam chúng ta,
với diện tích hơn 700 hectare tại Bình Dương, với số vốn đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng. Ông còn là chủ đầu tư các khu công nghiệp tại Bình Dương gồm khu công nghiệp Sóng Thần 1, khu công nghiệp Sóng Thần 2 và khu công nghiệp Sóng Thần 3. Trong đó, khu công nghiệp Sóng Thần 1 có diện tích 178,01 hectare. Khu công nghiệp Sóng Thần 2 có diện tích 279,27 hectare. Với tổng vốn đầu tư là 423,28 tỷ. Còn khu công nghiệp Sóng Thần 3 thì lớn hơn, có tổng vốn đầu tư tới 935,945 tỷ đồng Việt Nam đấy, và diện tích tới hơn 500 hecta, 533,846 hecta. Ngoài ra, ông Dũng Lò Vôi và gia đình cũng sở hữu nhiều quỹ đất lớn, ấy, phát triển các dự án bất động sản lớn có giá trị đắc địa tại địa phương, như khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, khu dân cư Sóng Thần, khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần. Trong buổi chia sẻ trực tiếp với người hâm mộ ngày 11 tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, đã tiết lộ sau gần 15 năm về chung sống, hai người đang sở hữu khoảng 30 hectare đất khu dân cư đã được cấp sổ đỏ. Vậy là lần này hai ông bà hiến 4 hectare đất khu dân cư để phòng chống dịch Covid-19 chỉ là một phần nhỏ trong số tài sản đất thổ cư mà hai ông bà đang sở hữu. 4 hectare trên toàn bộ ông bà này đang quản lý là 30 hectare. Liên quan đến việc hỗ trợ chống dịch Covid-19, tối 11 tháng 5 vừa rồi, trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng, cũng đã chia sẻ thêm thông tin là sau khi vợ chồng tôi hiến tặng 2 hectare đất, khi đất nước cần thì tôi đây sẵn sàng hỗ trợ, cá nhân tôi sẽ hỗ trợ làm sao đủ 1.000 tỷ để chính phủ Việt Nam mua thiết bị, dụng cụ y tế cũng như dự trữ. Đó là tấm lòng của tôi, riêng cá nhân tôi sẽ phụ vào cho đủ 1.000 tỷ đồng. Người vợ đại gia Dũng Lò Vôi cũng khẳng định rằng đây là bước đầu, nếu như nhà nước tiếp tục cần nữa thì bà tiếp tục hiến thêm 2 hectare đất nữa, tức đến ngày 12 đấy thì là đã hiến thêm đấy, tức là ngày 10 thì là 11, bà nói như thế thì là thì mới hiến 10 có đợt 1, như đợt 2 là hiến thêm 2 hectare đất nữa cũng bằng sổ đỏ giống như là chồng bà. 2 hectare này có lẽ là từ 5 cho đến 600 tỷ. Phần còn lại đấy, bà xác định đấy là bổn phận của cá nhân tôi, tức là cá nhân của bà ấy. Kính thưa quý vị, đây là tiền cá nhân của tôi, đấy bà nói như thế. Trong 30 hectare sổ đỏ mà tôi có được, tôi trích ra miễn làm sao đủ 1.000 tỷ để vượt qua đại dịch Covid-19 này. Và bà ấy nói tiếp là tôi rất rõ ràng, sòng phẳng, minh bạch, cái gì cho là hiện hữu, đất rõ ràng hiện hữu phải không? Chứ không phải là trên giấy tờ gì cả. Không hề nói bằng miệng, mà không phải là nổ. Đấy. Và chủ Đại Nam đã khẳng định như vậy. Nếu như đất nước có biến cố, thì vợ chồng tôi sẽ tiên phong hỗ trợ để cùng nhân dân vượt qua đại dịch này. Nếu như dịch còn diễn biến nữa thì sẽ còn tiếp tục hiến tặng nữa. Đấy, bà đã khẳng định như vậy, để chung tay với chính phủ, với nhà nước phòng chống dịch bệnh. Những thông tin thiện nguyện này của
bà Phương Hằng khiến rất nhiều người thể hiện sự cảm kích với tấm lòng nhân ái của ông bà chủ Đại Nam trước đại dịch Covid-19. Trong lúc dịch bệnh cam go như thế này, mỗi sự chia sẻ nguồn lực là động lực để Việt Nam vượt qua đại dịch. Cho nên sự hỗ trợ của vợ chồng ông Dũng là vui, thật đáng quý. Chỉ riêng chuyện mua vaccine thì với số tiền 1.000 tỷ đồng này sẽ có rất nhiều người có cơ hội được tiêm vaccine COVID-19 để phòng ngừa an toàn. Số tiền ông Dũng Lò Vôi hiến tặng thật lớn, nhưng điều lớn lao hơn là trong khi xã hội còn nhiều cái xấu thì lòng tốt xuất hiện sẽ làm cho xã hội có niềm tin hơn về điều tử tế, về sự thiện tâm. Đặc biệt, chính niềm tin vào nhau, lòng tốt của cộng đồng, tình đoàn kết của người dân sẽ là nguồn sức mạnh để chống lại được cuộc tấn công dữ dội của dịch bệnh. Cho nên tôi rất thấm thía và đã nói rằng là với các quý vị, các thầy, các bạn, là 1.000 tỷ đồng của ông Dũng Lò Vôi đấy cũng là một liều vaccine, trong mặt kép vaccine này là vaccine ngọc kép, chống lại căn bệnh vô cảm. Điều đó cho thấy mỗi khi đất nước có nguy nan, con người Việt Nam đoàn kết hơn, thương yêu nhau hơn và hào hiệp hơn. Đúng như ông cha ta đã có câu, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ông Dũng Lò Vôi là một người hành động để cho thấy lòng nhân ái của người Việt chúng ta. Hành động này của ông Dũng Lò Vôi khiến tôi nhớ lại cụ Trịnh Văn Bô. Cụ sinh năm 1914 và mất năm 1988. Ở thế hệ chúng tôi ai cũng biết là cụ Trịnh Văn Bô là một thương nhân Việt Nam sống ở thế kỷ trước, ở thế kỷ 20 đấy, đã từng ủng hộ cho chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam bao nhiêu ạ? 5.147 lượng vàng. Hồi đó vàng giá trị lắm, cao lắm, chứ không phải như là một lượng vàng như bây giờ đâu. Đấy, mà đã hiến cho chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng, tương đương số tiền gần gấp đôi ngân khố của chính phủ ta lúc bấy giờ, để chống giặc. Cho nên là mặc dù là cái tin là ông Dũng Lò Vôi đã hiến 1.000 tỷ cách đây gần một tuần đấy, từ hôm 12 tức là hôm thứ tư tuần trước, mà đến hôm nay mới là ngày 16 và 17 là thứ hai, chưa được một tuần đã qua rồi. Tin này đã qua lâu rồi nhưng tôi rất thấm thía, bởi vì thế hệ chúng tôi trước đây đã nhớ ơn, đã thấm thía, đã nhớ đến công lao của ông Trịnh Văn Bô như thế nào đối với cuộc chiến đấu chống giặc của dân tộc chúng ta như thế nào lúc thời gian đó. Thì đến bây giờ tôi thấm thía lắm. 1.000 tỷ của ông Dũng Lò Vôi, của ông bà Dũng Lò Vôi, sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được dịch bệnh. Và câu chống dịch như chống giặc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thật thấm thía, thật đúng là đây là một cái vaccine để chống lại cái tình trạng, cái căn bệnh vô cảm hiện nay. Có nhiều người quá vô cảm trước cái dịch bệnh đang xảy ra trên thế giới cũng như ở trên đất nước chúng ta.
họ vẫn cứ ăn nhậu, vẫn cứ đi lại ngoài đường, vẫn không đeo khẩu trang, thậm chí chống lại cả công an, cả những người cán bộ mà đã nhắc nhở phải đeo khẩu trang, họ còn chống lại. Thật là vô cảm, trong khi lại có những con người như ông Dũng là vui, thật quý hóa quá. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, các thầy và các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.